Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Thái đến một cái trường hợp nghe bà con cô bác. Thì trường hợp có cái anh này thì anh đi làm hồ về, trên đường thì đi đến cái hầm người ta nuôi cá thì bị phong đường gánh giật. Là tất nhiên là ảnh cơ bản trong người thì ảnh đã có bệnh rồi, bệnh phong gánh, thì giật ảnh té xuống hầm. Thì sau 3 ngày thì ảnh tự nổi lên, nhưng mà có một cái con bé nó phát hiện được nha bà con cô bác. Thì con bé này thì nó đi bán vé số, thì mình cũng có quay clip cháu này hết một lần rồi, là hôm đó cháu đi bán vé số. Thì hôm nay cháu có ở nhà thì để mình hỏi thăm coi sao nghe các cô chú anh chị. Ra đây chú Biểu rồi con. Bữa nay con không đi bán vé số hả? Con nghỉ bán số luôn rồi hả? Dạ. À, con ngồi xuống rồi. À, con giới thiệu con tên gì? Dạ, con tên Tính. Con tên Tính là cái cháu bé cái đợt trước mình cũng có là mua ủng hộ giúp cháu giấy số nghe bà con cô bác. Thì hôm nay mình xuống đây để mình làm cái trường hợp là bị chết nước, nhưng mà không ngờ là cháu phát hiện. À, hôm đó rồi sao mà con nghỉ bán giấy số rồi? Dạ, mẹ con hết vốn rồi. Mẹ con hết vốn rồi hả? Rồi mẹ bữa nay đi đâu rồi? Mẹ con đi xe gạch rồi. Mẹ đi xe gạch. Còn ba? Ba con thì đi hái mía rồi. À, ba con chịu đi làm đi hái mía hả? Con làm gì run dữ hả? Sợ. Hả? Sợ. Sợ gì? Sợ ổng á. Sợ ổng là sợ ai? Sợ cái ông chết nước ngoài á. Sợ cái ông chết nước hả? Ờ, con đi đâu ra ngoài hè mà con gặp cái ông chết nước đó vậy? Cái cây ngã, xài ngã, con với cậu Vĩnh á, đi bắt đầu gặp á. À, gặp sao? Gặp bóng nằm sát bên bờ á. Con gặp như là con đi ra đó con bẻ xài hay sao? Dạ. Con bẻ xài, cái xài ngã con bẻ xài. Dạ. Rồi con đi ra rồi con gặp ổng nằm sát trên bên bờ nổi lên. Dạ. Rồi con làm cái gì? Con sợ chạy vô kêu. Kêu, mình nên con gặp mà mấy người kia, mấy đứa kia có gặp không? Dạ, cô Vĩnh cũng gặp nữa. Rồi chạy vô kêu, bây giờ sợ rung gì á hả? Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. À, bữa nào á con rảnh rảnh con lên chú nha, chú cho con một cái phiếu gạo nha. Dạ. À, thì cháu bé rất là ngoan và con cô bác thì hàng ngày đi bán vé số, mà bữa nay á, thì mẹ hết vốn rồi thì nghỉ bán, hết vốn thì được khỏe. Năm nay là con mới có bao nhiêu tuổi rồi? Con 13, 14 rồi. Con 13, 14 tuổi rồi phải không? Dạ. À, thì bây giờ mình sẽ đi ra cái chỗ mà anh đó anh bị chết nước bà con cô bác. Rồi, bây giờ là con ở nhà không, con không dám đi đâu hết đó hả? Ba con không cho đi. À, vậy là con ở nhà con chăm sóc cho em vậy nha. Dạ. Rồi, bây giờ chú sẽ đi qua bên bển. Thì cái hoàn cảnh anh đó thì anh không có... Thì ảnh cái điều kiện gia đình ở đây thì nói chung ra thì hoàn cảnh sống thì cũng sùm sụp nha các cô chú anh chị, điều kiện cũng khó khăn cho nên là không có cái điều kiện là để hàng gương. Thì các anh chị ở đây mới nhờ mình xuống là hỗ trợ cho hàng gương nha. Thì mình cũng được một ông anh là ở nước ngoài, là ở Mỹ, thì ảnh hỗ trợ cho hàng gương. Thì anh đó tên là Jimmy Nguyễn. Thì hãy mà có cái hoàn cảnh nào khó khăn, không có đủ điều kiện để mua hàng gương thì ảnh sẽ hỗ trợ hoàn toàn 100%. Rồi, tất nhiên là ảnh nói là cúng nha các bạn. Thì đây là cái nơi mà anh ấy ảnh đi làm hồ về là chỗ nào chị? Đi làm hồ hả? Dạ. Đi làm hồ là mã ngoài đó đó. À, là mã ngoài đó đó ha. Ừ, đi những đứa đi về đằng này nè. À. Rồi về rồi cái cũng như tôi chị rồi tôi mới về tôi đi làm ở dưới Cần Thơ với tôi ở dưới quê với Cần Thơ với tôi mặn với mặn muốn người ta rồi tôi ta cho nó mới chết rồi cho nên hay là tôi về đây. À. Người ta kể là nó chết tại đây, nó dép nằm đây. Nó dép nằm đây, chết dạ. Tại đây luôn. Dạ. Dạ. Là con bé đó nó bẻ xài ngoài đó nó đi đó, vô rồi vô, nó gặp. Vô gặp. À. Vô gặp rồi mổ tôi thi là mổ bên đó đó. À. Rồi chị là sao của cái anh chết nước chị, đó? Chị ruột. À, chị ruột ha. Chị, ruột. Chị tên gì? Tên Thủy. Chị Thủy năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 40. Tết này nó là 41 rồi đó.
gia đình mình là không có cái điều kiện là để hàng gương người chỗ chôn cất cho ảnh hay sao chị? Dạ, gia đình hồi đó giờ cũng nghèo khổ, đi thứ xứ mặn chứ không có ở cái nhà đó, thì nhà cũng tình cũng tình thương cho cắt ở ngoài ở, chứ có mình nên gì ốc ở, còn ở đông quá thì không có chỗ ở, rồi tiền gia đình tự xứ tứ xứ đi mặn kiếm tiền rồi sống qua ngày. Ảnh có vợ con gì chưa chị? Không, hồi đó giờ không có vợ con gì chứ. Rồi chị có gia đình chưa? Dạ có gia đình rồi, có hai cháu. Vậy ha, có hai cháu luôn ha. Dạ. Bây giờ là tất nhiên là gia đình mình khổ, là anh chị em là không ai có điều kiện để mua hàng gương với cái chỗ mà chôn cắt cho ảnh hết á hả? Dạ không có, cũng như là đi mặn mướn ngày nào ăn ngày nấy rồi, đâu dạ. Có dư giả đâu. Vậy là tất nhiên là cái bệnh nền của ảnh đã có là sẵn cái bệnh phong lùn gánh giật rồi phải không? Dạ, hay đó giờ đó giờ luôn đó là mười mấy năm nay rồi đó. Dạ, mười mấy năm nay rồi ha, là dạ. Bị phong gánh giật ha, chị cỡ sang đi chị. Dạ. Chị tháo khẩu trang mười mấy năm nay luôn rồi, thì hôm nay mới là phát hiện là bị ở đây rồi bị giật chết xong rồi cái mấy ông chính quyền mới đem ra qua đó mổ tử thêm lần ha. Thôi bây giờ về đợi thân nhân về rồi mấy mổ, mà thân nhân về không kịp rồi mổ luôn. Dạ vậy có đó. Anh chị ở bên sát bên qua rồi ký giấy rồi cho mổ. Dạ rồi bây giờ mình đi vô nhà đi chị. Dạ. Rồi ha, thì cái đường này là cái đường vô nhà nha, chết dạ. Xong chết ngay gan đóng gác này nữa. Bảy nó mổ tử thi bên đó đó. Hôm qua cũng liệm căn chó đó luôn, nó không có khiêng được vô nhà nữa. Vậy đó ha, liệm ở ngoài này luôn, để cái hàng ngoài này luôn hả? Để ngoài hàng này luôn là liệm gọi là khiêng vô, nó khiêng vô đường này luôn nè. Dạ, trời ơi, ghê dữ vậy. Mổ tử thi rồi là đem hàng về là liệm chỗ đó luôn. Rồi hàng là tất nhiên là ở bên đó là người ta bán cho mình, rồi mình chưa có trả tiền cho người ta phải không? Ta nói bây giờ là có bao nhiêu trả bao nhiêu phải không? Dạ. Dạ. Tội nghiệp con bé nó bây giờ là nó hết hồn rồi, nó hốt hồn, nó không có biết cái đường luôn. Nó không biết gì luôn, nó nói lại vô nhà nó muốn xỉu luôn rồi. Vô nhà muốn xỉu luôn, nó không biết gì ha. Dạ. Dạ. Thì nhỏ đó 13, 14 tuổi rồi đó, đâu phải 6, 7 tuổi mà tại vì... thấy nó nhỏ thì... Dạ. Gia đình nó nghèo khổ rồi, không có được ăn uống rồi, không có lo rồi đó, thành ra là nó nhỏ xíu à. Nhỏ xíu con, dạ. Nói là 7, 8 tuổi không à. Nó 7-8 tuổi không mà ha. Dạ. Tại vì nó từ chăm đó là 7-8 tuổi phải rồi. Dạ. Thì anh cũng không có con cái rồi, cũng không có ai để tan gì hết á ha. Dạ. Dạ. Thì bây giờ là mình đến nhà của chị rồi, bà con cô bác bà ngoại. Thì đây là cái nhà là nhà tình thương. Nhà tình thương cho cắt cho. Nhà tình thương người ta cắt cho. Dạ. Hồi đó chắc khoe ba lũ cắt ha. Chú ba lũ chào chú chào con. Đây là mẹ cô, là mẹ của ảnh hả cô? Cô tên gì vậy? Châu Nguyễn Thị Sớt. Quỳnh Thị Sớt. Quỳnh Thị Sớt. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 60 tuổi Châu á. 60 rồi. Cô nhiêu tuổi cô cũng không nhớ nữa hả? Bà đâu có nhớ bằng ta, nó khờ khạo lắm, gia đình mình nghèo khờ. Hồi đó tới giờ mình đi mặn cái gì cô? Mặn gạch không à. Hồi xưa tới giờ luôn đó hả? Dạ. Rồi mình được mấy đứa con? Dạ hai đứa, thằng nhỏ chết thì nhỏ này là nhỏ này thứ hai, nhưng thằng này ở Úc. Có hai đứa con. Dạ. Mà con mình hồi đó tới bây giờ là bệnh sẵn rồi hả cô? Bệnh sẵn rồi đó. Rồi con mình chết rồi mình đang ở đâu? Dạ ở dưới, người ta điện người cho hay rồi cái gì cho hay mình về liền ha. Về liền á. Con mình cũng chưa có vợ có con gì hết. Chưa có vợ có con nữa. Là hiện giờ gia đình mình là không có tiền là mua hàng gương rồi cái chỗ cắt cho ảnh luôn ha, cái chỗ chôn ảnh luôn ha cô. Không có tiền mua gì chân á. Dạ, rồi ở đây bà con cô bác có cho mình chút đỉnh đặng mình mua hàng gương gì không? Không có người góp mớ gì, vài chục, hai ba chục, người năm chục, rồi ai có nhiều góp khả năng nhiều. Có khả năng nhiều góp nhiều ha. Dạ. Dạ. Dạ, thì cái hoàn cảnh là ba mẹ con, và ảnh là con út trong gia đình. Thì bị bệnh, cho phép con lên nhà cái con, rồi cô cháu mình đi. Thì do là anh này là không có vợ, không có con gì hết, rồi có người để tang cho anh không cô? Dạ, có mà nhỏ cháu đi học rồi. Nhỏ cháu, có một đứa cháu để tang ha. Hai đứa cháu mà nó đi học hết trơn à. Thằng đứa thì học ở thành phố. Dạ. Nó chưa về nữa. Dạ. Có cháu học ở thành phố nữa hả? Tại vì thằng nhỏ nó
nghèo, nó nói nên trả học có hộ nghèo á. À, rồi người ta giúp đỡ cho mình học ha. Cháu nó học khá không? Học cũng giỏi, có học, giấy khen. Học giỏi ha, nó học cái gì trên trển? Như nó không biết học hành gì đâu, hỏi rồi tôi quên nè, tôi không có nhớ. Vậy đó ha, có tại... cháu học ha. Dạ. Mình lo nổi cho cháu đi học không? Cũng như cũng có nhà nước cho được mớ. À, vậy là cũng có đứa được đi ăn học ha. Dạ. À, hai đứa cũng có đứa. Còn chồng mình bây giờ làm sao? Chồng cũng đi mặn cơ sở, mặn lò gạch như thế nào. Vậy là nói chung không? Là nguyên gia đình mình là làm gạch không á ha. Đi làm mướn không à? Dạ. Thì bây giờ là hàng gương đó thì không có, là bây giờ là mình nhắc hàng lại đây. Là bắt đầu là cái chủ chạy hàng đó là mình có bao nhiêu mình trả bao nhiêu. Dạ. Rồi cái chỗ chôn cắt đó là mình chưa có luôn. Dạ. À, bây giờ là cái chỗ chôn cắt chị nghe nói là tốn bao nhiêu tiền không? Dạ 4 triệu cho là xây mã cho nó luôn đó. À, xây mã là được 4 triệu là xây mã được ha. Dạ. Dạ rồi với hàng ha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay á, thì em đến đây cũng coi như là mình có duyên với gia đình đi. Thứ hai nữa là em được cái sự hỗ trợ của ông Mạnh Thùng Quân. Dạ. Là ở nước ngoài là ở Mỹ. Dạ. Thì ổng sẽ cúng là cho gia đình chị, là cúng cho ảnh là một cái hàng. Yeah. Ha, là để là được ấm cúng. Yeah. À, thì bây giờ em sẽ hỗ trợ cái số tiền đó, là anh sẽ hỗ trợ cho chị là 6 triệu để chị hàng gương chôn cắt cho ảnh ha. Yeah. À, đây là 6 triệu. À, chị ấy chị đếm đi rồi cô đếm đi. Không cái này là cái số tiền của người ta. 1 2 3 4 năm, đây là 6 triệu. 6 dạ, triệu này là gì? Của ông Jimmy Lương. Dạ. Hỗ trợ. Cô có gì muốn nói không? Được rồi. Tại vì ba thôi, ba không biết gì để em nói với em. Rồi. Tại chị vì có em gì cũng cảm ơn cái anh ở ngoài nước ngoài nhiều lắm. Tại vì cái Hùng Quân nữa. Tại vì mẹ em có không biết gành ghẻ gì hết trơn. Tại vì gia đình khó khăn rồi không có. Đó em không có ăn học, không có chưa biết chữ nghĩa, giờ không nói gì gần. Giờ em kiếm ơn tất cả Hùng Quân, không có. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn chị ha. Dạ. Thì bên mình bà con cô bác thì cũng có được các ông anh thì được hỗ trợ cho dân nghèo của mình như vậy thì mình cũng rất là mừng. Mình cũng xin cảm ơn anh Jimmy Nguyễn rất nhiều nghe. Thì dạ, có ơn. Có được cái hàng rồi, có được cái chỗ cho chung... em nó ở rồi em cũng mừng. Dạ. Em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Tại vì em hồi đó giờ không có học, không có biết chữ nghĩa, nói chuyện sao, giờ em có cái nhiêu là em nói nhiêu thôi. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn chị ha. Dạ. Thì video của mình đến đây để hỗ trợ cái hoàn cảnh này là không có chỗ chôn cắt, không hàng gương. Nói chung thì bây giờ thì mình hỗ trợ được cái phần này thì gia đình cũng rất là mừng nha các cô chú anh chị. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo nha. Xin chào. Cảm ơn nhiều. Bây giờ chị với anh đứng bên đây.